Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre ha. Hôm nay lên bò cái kem F1 ha. Con này được 12 tháng chú anh chị. Bò ở xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri ha. Đó, thì trước khi em gửi hình ảnh chi tiết của con bò này, xin cô chú anh chị mình đăng ký kênh để theo dõi clip mới nhất từ kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Giờ mời cô chú anh chị mình xem chi tiết của con bò này, theo giá cả ha, chiều cao. Rồi, cô chú anh chị mình ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Bò kem nè, F1 ha chú anh chị, mẹ gu. Đã F1, chủ nhà nói nay được 12 tháng rồi ha, càng chiếc bớt. Đây F1 nè, bông bớm nè ha, kem pháp. Đẹp không? Chân cẳng theo quan sát là không có bú ép xe gì hết ha. Móng mà đi móng sò, cầm đứng thẳng. Đó, con này thì cô chú anh chị mình mua về tầm 1 tháng nữa là lên giống rồi. Đó, coi cái đít nè, sát thân không, kỹ đuôi nè, đuôi dài thấy không, sái tích đường nghiêm chỉnh hen chú anh chị. Đây đầu, đây sái lưng, sái lưng hen, coi xong lưng nè, sát thân hen, dài lực hen. Vú thì bò là vú 5 vú ha chú anh chị. Rồi, đúng yếm mà đầy đủ ha. 5 vú rồi nha. Đó. Yếm nè, gai hồng không? Con này mẫu nuôi sinh sản thì cô chú anh chị mình thấy mua ưng ý mua liên hệ với em ha. Con mua sinh sản rất tốt. Sái tích mình nghiêm chỉnh ha. F1 thả đòn dài cao to ha, chân cẳng mình kịch cộm ha. Giá thì chủ nhà bán giá là theo nãy em có thương lượng rồi, giá chốt ha chú anh chị 26 triệu. Đó, cô anh chú anh chị mình thấy ưng ý thì mua liên hệ em, số điện thoại để trên màn hình. Đây, quay tầm xa ha cho chúng chị mình xem. Đây lưng nè, xong lưng nè, thắt thằng hang chú anh chị. Đó, con này nuôi mua nuôi sinh sản rất ok. Chân cẳng hang, chân trước nè, chân sau đây. Đầu nè hang, rất dạng. Vú thì 5 vú lời hen chú anh chị. Đó thì bò có sao em báo vậy, hình ảnh thì em quay chân thật, còn không to thu nhỏ gì hết. Mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý liên hệ em, số điện thoại để trên màn hình. Giờ em gửi cái chiều cao con bò này cho cô chú nhìn xem ha. Đứng tướng thấy không, dài đòn ghê không, gãy đuôi nè, đít nè, thắt thân không. Đó,
đó anh đo ngang sái là 1m18 thấy chú anh chị. Bò đây mình đo ngang giữa sái là 1m18. Đó, hình ảnh như quay bò thì nó không có đứng im được, quay cô phỏng phỏng 1m18, nhưng con bò này em thấy là hơi kẹt, em lấy giá 18 1m18 mà mét lú lú á, con bò này còn dư 1m18 chú anh chị, tại em lấy vậy. Đây hình ảnh bò ha, bò là xương sóc một to ha, bò này mà vô nọc cái là phát triển chiều cao nữa, còn cao nữa nha chú anh chị. Bò kem tơ 12 tháng đó, hãy quay hình ảnh chân thật ha, không phóng to thu nhỏ gì hết. Mừng cô chú anh chị mình xem ưng ý liên hệ số điện thoại đây màn hình, đúng ý mà đầy đủ ha, vú em báo là vú 5 vú rồi đó. Bò kem pháp ha, bông bóp nhìn đẹp không đó, thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý thì liên hệ số điện thoại đây màn hình. Giá chốt ha 26 triệu ha chú anh chị, đó đẹp không nè, đít nè, gầy đít không, xong lưng nè đẹp ha, lưng là lưng thẳng ha chú anh chị, không có gấm nha. Tại đem ra ngoài lùi mũi nó hơi đứng không yên ha. Đó thì hình ảnh quay rồi ha, mong cô chú chị mình xem mà ưng ý thì liên hệ số điện thoại để màn hình. Đó chân cẳng này heo cộm không, to không, dai ôm luôn à, dai lực ghê không, dai nè, dai hồn dai ha, chân cẳng này nè, yếm là lòng hồng ha. Con này là mẫu nuôi sinh sản rất ok, thì cho chú chị mình mua về nuôi làm giống kinh tế, phát triển kinh tế ha. Giá chỉ 26 triệu. Đó. Mong cô chú chị mình xem ưng ý liên hệ với em ha. Này. Giờ em cũng xin kết thúc video tại đây, mong chào và tạm biệt cô chú chị mình ở clip sau ha. Rồi.